ui, ở trong sóng ra tao bùm đã xuống. Ôi, Vinh Gồm xin kính chào đại gia đình mình nha. Rất vui khi được gặp lại ở cả nhà ở video ngày hôm nay. Hình như giới thiệu cái gì đó sai, phải nói là tấm thân Gồm xin kính chào đại gia đình mình. Rồi hôm gà thì không có ra clip, ghiền cũng dữ lắm các bạn ơi. Vì có việc đó. Trời đất quỷ thần ơi. Lắc mili nha các bạn. Mới vừa vô à, giới thiệu chưa nói hết dứt lời nữa. Ở đâu ra vậy ông cố? Chưa giới thiệu các bạn là chưa giới thiệu con mồi gì hết trơn. Đây nè, lắc mini nha các bạn. Bạn thấy nhảy ghê không? Con này thì 150k à, lắc mini 150k sẵn đây dính rồi giới thiệu luôn hết các bạn. Đó chút xíu à, trời nó nhỏ hơn ngón tay cái mình á. Chút bèn bèn à, con này như mấy gram ta, 60g vậy. Để coi lại bao bì mới nhớ các bạn ơi. Mới thấy nó về hơi đã hứng hứng rồi lấy đi câu luôn rồi, chưa kịp đọc thông số thông gì hết cho người dứt luôn rồi. Ngồi nhỏ xíu nha, thấy nha, đó sức mép nhỏ luôn rồi nè. Mày xuống cho mày xuống dưới nhưng mà mày không có thông báo với mấy con kia nha. Nếu mốt anh dính anh thả nữa thông báo mày chết. Rồi tiếp tục gì đâu mà mới quăng xíu ông đâu cũng sắn ra nhảy dữ vậy. Thật ra thì nhảy thì mình nói là nhảy cái răng chỗ con cá. Cá này nó nhảy đi ra nó cắn thôi nha các bạn ơi. Sung đó, chứ con mồi nào cũng vậy thôi chứ không phải mình khen mồi mình nhảy đâu. Rồi bây giờ tiếp tục. Cạn thế. Trời ơi. Sướng nha. Nhảy gì trời. Trời ơi, tưởng đang gỡ dây. Kéo lên ta bụm. Hết cái biết em luôn. Tiếp tục lên. Lắc nha các bạn. Lắc mini. Lắc mini, táp là chết. Đời còn nhiều ước mong.
trơn. Rồi mấy cái hụt nó ghi không nổi. Lụm mày lên nè. Trời ơi nó gượt. Trời ơi, cá lóc mày. Trời ơi, nó giận nó tới bên luôn, kế bên luôn. Ui da. Ui. Lụm. Lụm. Quá trời nha, lắc mày đi hôm nay. Táp 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 nèo quá quá im. Ô im nha, im nha, chờ quá luôn. Rồi nước nó tiêu nhá, lắc luôn. Im nha các bạn ơi, nước nó tiêu nhá, lắc luôn. Ôi nhá, lắc mày đi đã ha, táp hơi lọt họng mất tiêu ha. Cha này gỡ đã rồi nha, đắp đút vô trong luôn à. Em lắc mini 150k à, chỉ đổi dài con cá là đủ vốn nha các bạn ơi. Ui nó mất tiêu rồi. Rồi gỡ con này tiếp tục nữa nha các bạn ơi. Cảnh này là cảnh 18 cộng, xin được phép cắt nha. Ui 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 ui, ở trong sóng ra tao bùm đã xuống xuống ông nội. Ui ui ui, xuống không các bạn. Ui ui là bùm. Ui ơi trời trời trời, chị tới nữa, tới nữa, tới công chuyện rồi. Ui ơi chiều hôm nay nháy lắc làm dữ ta. Chà buổi chiều nháy lắc cũng nhảy ghê ta. Ai chà, thường thường sáng sớm mới ngon, chiều đi test vẫn lụm như thường. Trời trời nó nhỏ mà nó tắt ghê ha. Ui tắt lên lụm ghê thì chứ, thôi tắt gì thì vô vỏ thôi, sướng 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 cuộc đời mới con đường một ông nội ơi. Ôi, còn nhớ lắc nó sướng nè. Sướng là gì nữa các bạn. Ôi.
cấp hổm thì ta câu nháy lắc mẹ cho các bạn xem rồi. Bây giờ câu nháy lắc con, nháy lắc mili, nháy lắc mili để bắt bú bình cho các bạn xem. Bình gì nhỏ bự gì cũng lên hết trơn á. Trời ơi, ây cha, cái đường này nó ngon. Có ở trong phóng ra liền. Trời 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 trời, ngon có ta. Ngon ghê luôn á. Biết lắm mà, biết cái đường này nó ngon lắm mà. Vui tấp hụt. Ui, biết cái đường này ngon. Trời ơi, nghe lắc, nghe lắc lên cái chẻm anh em ơi. Quá trời cái chẻm. Đã sướng sướng. Ê, trời trời trời, trời. À, nghe lắc lên cái chẻm nha anh em. Ý đấy các bạn ơi, vàng thề. Ý gì? Trời ơi. Tiếp tục nhá, lắc lên hàng. Ua, quá sướng quá sướng. Nằm trong cục đó. Lắc lắc lên mấy đường. Lụm. Sướng sướng chiều nay trời, trời trời lắc đâu lên đó trời. Cái chẻm còn lên nữa mà. Quá đã quá đã. Thôi về cả nhà ơi. Thấy hù rồi, thấy đường đâu nữa bà. Câu. Câu có nhiều vậy đó. Mau hết thời gian lắm. Thứ mà đang câu dính ha. Trong cho lâu tối, còn trời không mau tối lắm. Rồi chiều nay thành quả của mình là một con cá chẽm và 5-6 con cá lóc gì đó nghe các bạn ơi. Câu xíu chưa đã tới hù rồi. Rồi hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha. Xin chúc mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye và mình hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.